nay các con ăn món gì nhỉ? Món gà tây chiên xù phê. Sinh các cháu về tụ tập rồi là ăn ngon rồi được sức khỏe, các chú và các mọi người trong ban bếp thì cũng sẽ cố gắng tốt cho cái nhiệm vụ để mang đến những cái món ăn rất là ngon cho các khóa sinh, có phải không các đạo hữu ơi? Tại vì nó hợp với khẩu vị của con ấy. Bố mẹ ơi, bố mẹ đừng lo nhé, đồ ăn ở đây ngon lắm. Sau khi về con sẽ lượng cô. Món ăn này rất ngon và có ý nghĩa vì trong đó có tình yêu dùng để cô với các cháu. Các bạn các cô đã nấu những món ăn này cho mẹ các bạn nấu. Rất ngon, cực kỳ ngon, ô ye. Và tay chân dù đậm vị tuyệt luôn. Yeah.